Chiều ngày 8 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Tiểu đoàn Đặc công C31, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc chi nhánh Hà Tĩnh thuộc khối 4 thị trấn Xuân An tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy. Tình huống giả định của diễn tập được thể hiện tại xưởng sơn sửa kiểm định bình ga đã xảy ra sự cố, có một bình ga bị rò rỉ khí ga gây cháy dây chuyền sơn tĩnh điện. Thời điểm cháy vào khoảng 15 giờ 30 phút, thời tiết nắng nóng hanh khô, có 6 công nhân đang mắc kẹt do lửa khói đe dọa. Nhiệt độ cháy tăng nhanh, đám cháy lan rộng trong phân xưởng và khu vực xung quanh tạo thành vụ cháy lớn. Sau khi được truyền đạt những kiến thức cơ bản, cách xử lý tình huống xảy ra sự cố, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy, các lực lượng tham gia diễn tập đã sử dụng bình khí CO2, nước và các dụng cụ thô sơ khác để dập lửa. Bên cạnh đó có sự hỗ trợ kịp thời của đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, nên đám cháy được dập tắt. Số người bị mắc kẹt trong xưởng được giải cứu an toàn. Buổi diễn tập là dịp để cán bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc chi nhánh Hà Tĩnh nâng cao kiến thức, trách nhiệm, chủ động trong phòng cháy chữa cháy.